Kính thưa quý vị, nói đến múa rối thì nhiều quốc gia trên thế giới có loại hình nghệ thuật này. Tuy nhiên, múa rối nước chỉ có duy nhất ở Việt Nam. Đây là một môn nghệ thuật vô cùng độc đáo, gắn bó chặt chẽ với những tập tục, lễ hội tại vùng Bắc Bộ. Cùng với tuồng, chèo, múa rối nước được coi là môn nghệ thuật có vị trí cao trong nghệ thuật sân khấu dân tộc và ngày càng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ bạn bè quốc tế. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có chuyến thăm nhà một nhân vật vô cùng đặc biệt, người đã tiếp nối truyền thống gìn giữ và phát triển nghệ thuật múa rối nước, đó chính là nghệ sĩ Phan Thanh Liêm. Ô, xin chào các bạn. Xin chào anh Liêm, ngày hôm nay chúng em rất vui khi ghé thăm ngôi nhà của anh và tìm hiểu về nghệ thuật múa rối nước. Và chúng em hy vọng sẽ có một buổi trải nghiệm thú vị và tìm hiểu kỹ hơn về nghệ thuật đặc biệt này ạ. Tôi giới thiệu, tôi là nghệ sĩ Phan Thanh Liêm, sinh ra trong gia đình có truyền thống về rối nước. Đến hệ tôi là đời thứ 7. Hôm nay tôi cũng rất vui được đón các bạn của trường FPT đến để làm cái chương trình về cái nghệ thuật truyền thống. Thế thì nói chung thì cái nghệ thuật rối nước như tôi đã trao đổi rồi là một cái môn nghệ thuật rất độc đáo, nó không chỉ có riêng Việt Nam nay cả thế giới. Thì thế giới thì cũng có rối nước nhưng có rối nhưng mà không chỉ có rối cạn. Về rối nước không có. Thế là cái độc đáo của Việt Nam mình. Thế thì cái nghệ thuật này thì thực tế là tôi đã đi biểu diễn nhiều nơi trong nước cũng như thế giới. Thì tôi cách đây khoảng 15 cái ngày văn hóa bên Nhật tại Hội An, thế thì viện nghiên cứu bảo tồn thì có mời tôi, đưa tôi vào trong nó biểu diễn giao lưu. Thế thì trong cái hồi đó giao lưu chỉ có diễn có một vài buổi thôi, thế thì khán giả ở Hội An người ta xem rất là đông. Thế thì sau khi tôi đã diễn xong rồi thì đang chuẩn bị dỡ thì có một cháu, một là hai mẹ con, thế thì đến muộn. Thế thì khi cậu bé cậu khóc bắt buộc phải cho cậu xem được, thì đâu ra mình cũng phải chiều diễn cho cậu một tí cậu xem đấy những cái. Nhưng mà khi mình cũng phải vì khi mình yêu nghề, mình chính vì thế mình phải có những, còn nếu bình thường thì như họ các đấy thì họ đóng gói rồi thôi, nên mình vẫn tranh thủ thôi. Thì đang chuẩn bị gần ấy thì mình phải cũng phục vụ cho cháu nó theo đáp ứng của thế hệ trẻ, bởi vì cái sự đam mê họ thích, các cháu thích rồi như mình thôi. Nếu mình lại các cháu thích mình không phục vụ cho cháu thì nó sẽ nó bị cái tâm lý đấy. Dạ vâng. Họ sẽ lớn lên sẽ có tâm lý đối với cái nghệ thuật. Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa anh thì theo chúng em được biết thì anh là một người sinh ra trong một gia đình nghệ thuật biểu diễn rối nước, thì không biết là anh có thể chia sẻ cho chúng em nhiều hơn về lịch sử ra đời của chú Tết Úc là một hình ảnh rất là đặc biệt của rối nước không ạ? Nói chung thì nghệ thuật rối nước thì hầu như là không thiếu nhân vật chú Tễu. Nhân vật chú Tễu là một giới thiệu các bạn như một MC giới thiệu chương trình. Sau đó chú Tễu, chú Tễu là một em bé rất là ngộ nghĩnh, bởi vì em mới có tuổi rất ít tuổi, lúc nào cũng cuộc sống vô tư, không phải lúc nào cũng cười. Chính vì thế các cụ mới đặt em là em Tễu, ăn mặc ngộ nghĩnh, rồi là các cụ trước khi biểu diễn là phải đưa nhân vật chú Tễu vào để giới thiệu, bởi vì là nhân vật để cho gây tiếng cười đầu tiên với khán giả. Thế thì khi môn nghệ thuật rối nước thì có rất lâu đời rồi, hàng nghìn năm nay. Thế thì trải qua rất thăng trầm. Thế thì cái nghệ thuật rối nước ấy, thì nó, tôi đã nói rồi, nó cũng là một cái loại hình độc đáo, nhưng mà nó có cái nhược điểm và cồng kềnh. Đi đến đâu là phải có những cái bể nước hoặc con rối rồi đạo cụ các thứ, nó rất ảnh hưởng, nó dẫn đến cái tiếp cận với khán giả nó khó hơn các cái nghệ thuật khác. Thế thì chính vì thế tôi đã phải nghiên cứu ra năm 2000 nghiên cứu ra cái mô hình thua nhỏ này để làm sao truyền tải đến nó gọn nhẹ, nó có thể tiếp cận được nhanh hơn, có thể đến từ các lớp mẫu giáo cho đến các cái khu vực cũng rộng lớn, khoảng xem mấy trăm người rồi đấy. Thế thì đây, tôi thấy đây là một môn nghệ thuật đó là rất độc đáo, và quan điểm tôi muốn sao bây giờ các thông tin mình phải truyền tải mạnh hơn để mà đưa đến các thế hệ trẻ. Bởi vì hiện nay thì rất nhiều các cái thông tin, những cái giải trí trên mạng xã hội thì chung làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái nghệ thuật truyền thống. Thế thì chúng ta mà tuyên truyền không tốt thì sẽ bị cái nghệ thuật nói chung truyền thống sẽ bị mai một. Bởi vì thế hệ trẻ bây giờ nếu mà không quan tâm đến thì thôi, coi như là không còn gì nữa. Thế thì chính vì cái nghệ thuật truyền thống nói riêng dưới nước, nói chung các nghệ thuật khác, thì chúng ta
luôn luôn phải có những cái tuyên truyền đưa vào cái giới trẻ, để bởi vì thì theo tôi nghĩ càng thế giới càng phát triển mạnh đến đâu thì cái bảo tồn ấy, nếu mà là anh sẽ đánh mất đi một lúc nào đó thì không còn gì nữa. Thực sự thì nghe những điều mà anh vừa chia sẻ thì chúng em rất là háo hức và mong muốn được xem anh biểu diễn múa rối, thì không biết là anh có thể biểu diễn cho chúng em ngay bây giờ được không ạ? Rồi, sao tôi sẽ sang biểu diễn ngay bây giờ. Dạ vâng. Ngay sau đây xin mời quý vị khán giả tại Argentina sẽ cùng thưởng thức màn biểu diễn múa rối nước của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm. Anh chị em ơi! Non nước Vũ bao thời oanh liệt, đất Hùng Vương Lạc Việt là đây. Chống dòng cờ mở tung bay giữa trời. Thank you.